Vâng, cảm ơn anh Trung vì cái đã trả lời cái câu hỏi. Cái câu tiếp theo thì em muốn hỏi anh là anh đã từng là huấn luyện viên kiêm vận động viên và anh đã trải nghiệm rất là nhiều dẫn đoàn đi tham gia những cái buổi trải nghiệm ở trên các đồi núi, thì anh có thể chia sẻ một vài những kinh nghiệm để các bạn trẻ mới đầu đi xe đạp để đi ở những cung đường khó ở đồi núi có thể đi an toàn. Câu hỏi này của anh rất hay, nó thiết thực mà tôi hay thường xuyên là nhắc nhở, kể cả những người chơi xe lâu năm rồi tôi cũng đều phải nhắc nhở là cái vấn đề lên dốc thì chúng ta dùng động cơ đốt bằng cơm là đỡ sức lực, đúng không? Động cơ đốt bằng cơm. Nhưng xuống dốc thì chúng ta không phải đạp nhiều mà động cơ của chúng ta là bằng tay, cái tay của chúng ta bóp bóp già phanh. Thế cho nên là nếu anh không có kinh nghiệm mà anh không được chia sẻ, anh không quán triệt những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ của những người đi xe, những người chơi trước, thì anh đóng học phí rất là nguy hiểm, không phải nhẹ nhàng đâu các bạn ạ, sức chân sức tay đâu. Các bạn tưởng tượng xem, đổ dốc tốc độ cao, nhẹ thì các bạn lao vào vách núi, mà nguy hiểm nữa là các bạn lao xuống vực, thì các bạn tưởng tượng xem là nó như thế nào. Đấy, cho nên cái câu hỏi này của Xe Đạp 88 rất là hay, mà tôi không cần hỏi, tự tôi cũng phải nói để cho các bạn biết, và không phải nói một lần mà nói rất nhiều lần. Kinh nghiệm mà khi đổ dốc ấy, thì các bạn lưu ý là nhất là những người mà mới chơi, tuyệt đối là không đổ tốc độ cao, luôn luôn các bạn phải làm chủ tốc độ và nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng để làm gì? Các bạn nhìn xa để biết được là đằng trước các bạn là có ô tô đi ngược chiều không, xe máy đi ngược chiều không, có cái vật gì mà nó cồng kềnh trên đường không. Và thứ hai nữa là gì? Nhìn xa biết được là khúc cua bên phải, khúc cua bên trái như thế nào. Khi mà gần đến những khúc cua bên phải, khúc cua bên trái quanh co, cái dốc nó hay bám theo cái chân núi không các bạn, đúng không? Chính vì thế cho nên là các bạn lại phải làm chủ tốc độ đường thẳng, gần đến rẽ phải rẽ trái, hoặc là gặp ô tô đằng trước, xe máy đằng trước, thì chúng bạn chủ động giảm tốc độ từ xa để làm gì? Để an toàn cho chính mình đấy, và những phương tiện tham gia giao thông ngược chiều và cùng chiều với mình. Nếu mình mà xảy ra bị ngã một cái thì cái phương tiện nó đang đổ dốc cùng chiều với mình là người ta không thể phanh được, nhất là cái xe nó nặng thì người ta không tránh được mình đâu các bạn ạ. Đấy, nhất là các bạn quan sát bằng mắt là đằng trước, mà các bạn muốn quan sát đằng sau các bạn dùng cái gì để quan sát, các biết đâu, các bạn quan sát biết được đằng sau có phương tiện ô tô xe máy, các bạn nghe bằng tai biết được động cơ ô tô và xe máy nó đang ở đằng sau, thì các bạn đang đi tốc độ cao, các bạn muốn đi sát vào bên lề đường bên phải thì các bạn chủ động giảm tốc độ nhiều hơn. Ví dụ các bạn đang là 30 40 km một giờ thì các bạn giảm xuống chỉ còn hai mấy, 25 hoặc 20 thôi. Các bạn chủ động giảm vào bên phải để cho các phương tiện giao thông ở đằng sau mình, khi mà cái tai của mình ấy nó báo lên cái não của mình như này, đằng sau có phương tiện cần vượt đấy, hoặc là họ bóp còi, thì các bạn phải nhường được vào để cho người ta đi. Sau đó mình lại hơi nhả tay phanh ra một tí để tốc độ lại cao lên. Đấy, các bạn phải nhớ cho tôi ý, luôn làm chủ tốc độ, còn kỹ thuật đổ dốc như thế nào để nó an toàn ấy thì là chúng ta phải dồn trọng lực người khi chúng ta đang đi đi tốc độ cao mà chúng ta muốn giảm tốc độ ấy. Đấy, để tránh bị bốc đít lên bị ngã thì chúng ta phải lùi, thay đổi tư thế là ngồi lùi ra đằng sau, ngồi lùi cái mông của mình ý ra đằng sau cái yên để dồn trọng lực nặng ở bánh sau, thì khi bóp phanh thì chúng ta không bị lợn, có đúng không các bạn? Đấy, các bạn cứ tưởng tượng ra nhé. Là một, thứ hai nữa là khi vào dốc tốc độ cao và tương đối cao thì chúng ta cái độ nghiêng xe thì chúng ta phải nghiêng nghiêng cái đùi đi, xe phải thẳng ra, mình nghiêng như này đấy, xong ra uốn đấy, uốn như này, nghiêng như này đấy, nghiêng bên phải thì cái đùi đùi người ta nghiêng bên phải, và cái xe phải hơi thẳng ra, thẳng phải tương đối thẳng, cũng nghiêng nhưng mà đừng nghiêng quá. Nếu chúng ta nghiêng nghiêng xe đùi nghiêng bên phải, cái ghi đông cũng nghiêng bên phải quá nhiều thì cái bánh trước và bánh sau nó bị trượt trên mặt đường, là chúng ta cũng bị xòe ngã đấy nhá. Nói thì các bạn chưa hình dung ra được đâu, cho nên là sẽ có những cái video tiếp theo là video bằng hình dáng cái cách đổ dốc của những người đổ dốc chuẩn, hoặc là chính tôi là người đổ dốc làm mẫu cho các bạn đấy, hoặc là tôi chọn những thành viên nào đấy mà tôi đã training đào tạo rồi thì họ làm chuẩn ấy, tôi sẽ làm mẫu để gửi cái video ý cho Xe Đạp 88, thì Xe Đạp 88 sẽ chia sẻ cho các bạn để giúp các bạn không bị đóng học phí khi tham gia đi phượt đấy, đi giao lưu đấy, mà gặp những cung đường đèo dốc thì các bạn tuân thủ những cái kinh nghiệm mà tôi vừa chia sẻ để giúp các bạn không bị ngã, không bị đóng học phí, để giúp cho cái buổi giao lưu đạp xe được thành công đấy, an toàn vui vẻ đấy. Chúc các bạn
có cái sự trải nghiệm tốt nhất và thành công và an toàn nhất. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh.